Minh xin kính chào quý anh chị đã quay trở lại với chương trình Nhân tướng học của Phong thủy Gia Cát, trực thuộc Công ty Kiến trúc Phong thủy Lộc Tài. Thưa quý vị, theo quan niệm của nhân tướng học, thông qua các bộ phận trên cơ thể, chúng ta có thể đoán biết được nhiều điều về vận số con người. Trong nhân tướng học và xem tướng, chỉ cần nhìn vào tướng mạo cũng có thể đoán được tài vận của người đó ra sao. Xem xét những dấu hiệu xui xẻo trên khuôn mặt từ xa xưa là một phần không thể thiếu trong bộ môn tướng số của các thầy. Được sự hỗ trợ từ thầy Gia Cát và các thầy trong hiệp hội phong thủy tâm linh Việt, hôm nay chúng tôi sẽ bật mí cho quý anh chị về những đặc điểm khiến mệnh chủ cả đời nghèo kiết xác không ngóc đầu lên được. Đường công danh nhiều nhưng có đường phân nhánh. Trong lòng bàn tay, đường công danh là một đường vân dài song song với đường chỉ tay định mệnh. Đường này có xuất phát từ ngón áp út và có thể kéo dài xuống tận đáy lòng bàn tay. Đường công danh cho biết mức độ thành công trong sự nghiệp của mỗi người, biểu thị người đó có gặt hái được những thành công gì cho nỗ lực, đóng góp của mình. Nếu trên đường công danh có rất nhiều đường phân nhánh nhỏ kéo dài, biểu thị chủ nhân là người rất rộng rãi, ham học hỏi, chịu tiếp thu trí thức ở các lĩnh vực khác nhau. Nhược điểm của họ là thiếu nhẫn nại, hầu như là không kiên trì được đến cuối cùng, do đó họ khó mà đạt được kết quả thực sự, trải qua không ít lần thất bại mới có thể tiến tới thành công. Nốt ruồi xấu dưới mắt cá chân, gót chân. Nốt ruồi dưới gót chân hay là mắt cá chân là các vị trí nốt ruồi xấu, đặc biệt là nốt ruồi đen thì càng không tốt. Nó thể hiện cuộc sống của người này gặp nhiều rắc rối, phiền toái, dù cố gắng làm việc nhưng thành quả thu được không nhiều hoặc không được công nhận. Chuyện tình cảm, hôn nhân của họ cũng không khá hơn là mấy, dù cố gắng nhiều nhưng chẳng được nếm trải ngon. Cách hóa giải nốt ruồi xấu này có thể xóa nốt ruồi này đi thì ít nhiều vận trình cuộc sống cũng được cải thiện. Bên cạnh đó, nếu bạn thường xuyên mang theo mình một trang sức trợ mệnh phong thủy thì sức ảnh hưởng của nốt ruồi xấu này cũng giảm đi đáng kể. Mũi hách lên trên. Xét theo kiến thức về tướng mũi hách nhân tướng học, chủ nhân của nét tướng này là những người có tướng người mập mạp, rắn chắc, ngực bụng bằng nhau và đầy đặn, tròn trịa. Người mũi hách hơi thở gấp, đứng ngồi không yên, lỗ mũi hách tướng số gọi là tị lộ. Xem tướng mũi hách và lộ chủ về phá tán, cùng khốn thấp hoặc có gân, có vạch chủ về công ăn việc làm lên xuống thất thường, chuẩn đầu, phần chóp mũi quá cao so với khuôn mặt và nhất là so với lưỡng huyền gò má thì chủ về cô đơn hay là phá bại, quá lớn và mỏng gọi là không phù hoặc nghiêng lệch đều chủ về cô đơn trì trệ. Phụ nữ có tướng mũi hách thường bảo thủ, coi trọng cái tôi cá nhân một cách thái quá nên hay gây bất đồng, khó hòa hợp với người khác, đặc biệt là với chồng. Con gái mũi hách mà lỗ mũi lại to thường là người có cá tính mạnh mẽ, chanh chua. Xem tướng mũi hách như vậy cũng khó có thể thành tài, cuộc sống, tình duyên, hôn nhân cũng đều gặp trắc trở. Tuy nhiên lại là người khá là lụy tình, dù giữ cái tôi của mình nhưng cũng không vì nó mà buông bỏ chồng con. Thành ra thâm tâm luôn mâu thuẫn khiến họ phải khổ một đời. Phụ nữ có mũi hách luôn gặp phải người chồng đào hoa, hấp dẫn người khác giới, khiến vợ đã khổ lại càng thêm khổ. Từ đó mối quan hệ hai vợ chồng luôn gặp trục trặc bất hòa. Đuôi mắt bỗng nhiên xuất hiện nốt ruồi. Phía đuôi mắt còn được gọi là cung vợ chồng hay là cung tử tức. Nếu đuôi mắt xuất hiện nốt ruồi đồng nghĩa với việc bạn sẽ gặp những bất chắc trong chuyện tình cảm, đôi bên dễ xảy ra tranh chấp cãi vã, tài sản cũng đội nón ra đi sau mỗi lần cãi vã. Môi cá chép. Đặc điểm của môi cá chép là hai môi dày rộng, khóe môi cụp xuống, sắc môi không tươi, răng không đều. Theo xem tướng số qua môi, đây là người có tướng môi rất xấu vì có tướng môi này thường có cuộc đời rất gian truân, gặp nhiều vất vả khó khăn, cuộc sống lúc nào cũng túng thiếu, phiêu bạt khắp nơi. Phải dành nhiều tình cảm để vun đắp cho tình yêu của mình, tránh bất hòa xảy ra. Nốt ruồi ở vai. Người nào có nốt ruồi xấu ở vai, đầu mỏng vai nhưng hơi lệch về phía sau lưng hoặc nốt ruồi sát với cổ, bao gồm màu sắc không đẹp, thiếu rõ ràng, trên nốt ruồi có lông hoặc vết sẹo. Trong xem bói nốt ruồi gọi đó là nốt ruồi đen đủi, hao tài tán lộc. Chủ nhân của nó sẽ vất vả, lao lực vì tiền. Vừa phải gánh vác trọng trách gia đình, làm việc vất vả mà ít được đền ơn báo đáp. Cách hóa giải phù hợp nhất là họ nên tẩy bỏ ngay khi có thể, đồng thời khéo léo lựa chọn người phối ngẫu hợp mệnh. Có như vậy, họ mới được cộng hưởng may mắn và dễ gặt hái được thành công khi ngoại tứ tuần. Xem nốt ruồi xấu trên cơ thể đàn ông và nốt ruồi xấu trên cơ thể phụ nữ cho biết,
nốt ruồi mọc sau gáy lệch về hai bên cũng được coi là nốt ruồi xấu. Người sở hữu nốt ruồi này thường gặp vấn đề trong chuyện tình cảm, có thể là bị người khác lừa gạt hoặc bị dối tình. Tuy nhiên thì nốt ruồi này lại rất khó tẩy xóa dù có nhiều tiền tới đâu và chuyện hôn nhân cả đời cũng sẽ không thuận. Trên đây là những thông tin về những nét tướng khiến mệnh chủ cả đời nghèo kiết xác, không ngóc đầu lên được. Phần tiếp theo trong chương trình lần này, Phong Thủy Gia Cát sẽ giúp anh chị tổng hợp ra những con giáp khi có những đặc điểm trên thì vận trình trong năm 2020 Canh Tý sẽ khó khăn, gặp phải nhiều trắc trở cần phải cẩn trọng chú ý. Đó là mệnh chủ tuổi Tý. Trong năm 2020, tuổi Tý phạm tài tuế lại có thêm những nốt ruồi xấu đại kỵ ở những vị trí trên sẽ khó khăn càng nhiều. Thái tuế đương đầu không họa này ắt có họa khác, con giáp này khó tránh khỏi tai ương ập đến. Năm 2020 là năm tuổi của con giáp này, vì thế tuổi Tý và thái tuế đồng vượng dẫn đến tình trạng tự cao tự đại, luôn vỗ ngực cho mình là nhất ở con giáp này. Bản mệnh có thêm nhiều tham vọng, mong muốn hoặc sống quá thực tế, hoặc tỏ ra quá đỗi lạnh lùng, chỉ biết đến lợi ích của bản thân mình. Thái tuế Tý Thủy còn tượng trưng cho sự tiêu cực tăm tối, thể hiện qua những việc chú chuột khó giữ được tâm thế bình thản, an yên mà dễ suy nghĩ theo hướng bi quan, thậm chí có thể nảy sinh những ác tâm dục vọng khó lường. Khi bóng đêm ập xuống thì ánh mặt trời bị che khuất, con giáp này không kiểm soát được bản thân, dễ trở thành một người hoàn toàn khác, bộc lộ hết những mặt xấu xí trong con người mình. Ngoài ra, phạm thái tuế luôn là điểm hung, Tý Thủy đứng đầu nên bản mệnh cần lưu ý trong công việc kinh doanh buôn bán, hạn chế đụng tới những hạng mục có liên quan đến nước như thủy lợi, thủy sản hay là đồ ăn uống, phần nào tránh được những tai họa và tổn thất mà thái tuế gây ra. Thái tuế Tý Thủy vượng còn khiến cho yếu tố hỏa kim trở nên suy yếu, ngũ hành mất cân bằng, các hành khắc chế lẫn nhau còn có thể dẫn đến những tác động không nhỏ tới sức khỏe của tuổi Tý. Tuổi Tý năm nay dễ mắc phải bệnh tim mạch do phải chịu nhiều áp lực trong cuộc sống. Điềm báo tử vi cũng cho thấy cần phải quan tâm hơn đến sức khỏe của cha mẹ, nhất là đối với người cha. Kim sinh xuất cho thủy, thái tuế phát tiết. Những chú chuột còn có thể gặp phải những vấn đề về hệ hô hấp, song do kim và mẫu tinh của tuổi Tý nên đa phần điểm này sẽ ứng với nữ mệnh hoặc người mẹ của bản mệnh. Âm thủy quá vượng nên phong thủy gia cát xin được nhắc nhở tuổi Tý chớ nên ham vui mà tới những nơi sông sâu sóng cả hoặc là những nơi hầm ngầm hang động dưới lòng đất, nơi tả khí vượng, nếu không dễ gặp phải tai họa khôn lường. Năm nay người tuổi Tý cần sử dụng ngay pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh hoặc Minh Quang Pháp Bảo. Bát Bảo Tâm Kinh với hình tượng ở mặt trước đó là tám bảo vật của nhà Phật mang lại bình an cho gia chủ, mặt sau là chú Bát Nhã Tâm Kinh giúp tịnh thân mang lại may mắn tài lộc. Minh Quang Pháp Bảo là pháp khí phong thủy sử dụng hình tượng Phật Bà Quan Âm và thần chú Bát Nhã Tâm Kinh. Khi được chiếu sáng sẽ hiện lên hình tượng Phật Bà Quan Âm và thần chú Bát Nhã Tâm Kinh, là vật phẩm phong thủy hàng đầu về kỵ tà hóa sát, chiêu tài lộc cho gia chủ. Tuổi Mão. Năm 2020, tuổi Mão gặp cục diện hình thái tuế, tài lộc sự nghiệp cũng có bước tăng tiến, nhưng dễ gặp phải trục trặc về sau, có được có mất. Sức khỏe trong năm Canh Tý cũng không được tốt, dễ mắc các bệnh liên quan đến gan, thận. Bước vào năm Canh Tý, tuế can canh kim lộ xuất chính quan, Tý Thủy tọa tại chính ấn, ấn quan tương hợp, tạo điều kiện cho con giáp này phát triển trên con đường công danh sự nghiệp. Vậy nên tuổi Mão hãy luôn mang theo bên mình vật phẩm phong thủy, kim bài thái tuế để nghênh đón các thần hóa giải hung tinh, giúp tuổi Mão luôn gặp được may mắn, bình an trong cuộc sống. Bản mệnh dễ đạt được mục tiêu của mình, thuận lợi trên con đường học hành, thi cử, ứng tuyển xin việc, lấy bằng cấp. Ngoài ra, con giáp này có thể sẽ nhanh chóng thăng tiến lên vị trí cao hơn, phù hợp với năng lực bản thân, theo đó mà mức đãi ngộ cũng được cải thiện nhiều. Tuy nhiên, do thái tuế Tý Thủy và tuổi Mão phạm phải cục diện tương hình nên trong năm cần phải chú ý trong họa có phúc, trong phúc tiềm họa, đừng thấy rằng mình thành công mà lơ là cảnh giác. Lợi ích có được chẳng dễ dàng nhưng vẫn phải có sự thỏa thuận, nếu không được thỏa hiệp từ trước đó thì hậu quả khôn lường. Có thể do ganh tị, đố kỵ mà tiểu nhân sẽ tìm cách phá hoại, không ăn được thì đạt đổ. Thái tuế trợ đào hoa nên tử vi của tuổi Mão cho thấy dễ tìm thấy được cơ hội gặp gỡ, làm quen với người khác, khả năng tìm thấy tình yêu của đời mình cũng cao hơn. Song nếu con giáp này kết hôn thì đào hoa vượng sẽ biến thành đào hoa dữ, phá hoại hạnh phúc mà bạn đang có. Cần phải giữ vững lập trường vững vàng, không để bị say nắng trúng gió rơi vào những mối quan hệ ngoài luồng.
Thái Tuế còn mang theo những hung tinh gây ra đủ chuyện rắc rối phiền phức, làm hỏng chuyện mà tuổi Mão đang cố gắng đạt được, thậm chí còn gây tổn hại đến con giáp này. Trong năm hung tinh dễ đẩy con giáp này vào họa khẩu thiệt thị phi, thậm chí có thể vướng họa kiện tụng lao tù, bản thân chịu thương tật, phá tài hao của. Theo phong thủy gia cát thì năm nay tuổi Mão cần phải lưu ý làm gì tốt nhất phải tuân theo quy định pháp luật, dù đó là chuyện nhỏ xảy ra bên mình, cũng đừng vì tình cảm hay cá nhân do chủ quan mà tặc lưỡi bỏ qua. Cần kiểm soát bản thân cho thật tốt, chớ để dục vọng và sự tham lam lấn át lý trí, mắc sai lầm thì chỉ có mất nhiều hơn được. Mão tí tương hình, tí thủy cảnh báo bản mệnh nên tránh xa những nơi nhiều nước như ao hồ, sông suối, hạn chế đến những nơi âm u, ẩm ướt. Vậy nên tuổi Mão cần luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, bát bảng tâm kinh và vòng tam hợp quý nhân Hợi, Mão, Mùi để chiêu mời quý thần tam hợp hóa giải vận hạn Thái Tuế, tăng cường quý nhân trợ giúp. Khi được quý thần tương trợ, thị phi không còn, từ đó công việc hành thông thuận lợi, giúp tuổi Mão tài lộc vượng tiến trọn đời. Tuổi Dậu. Trong năm 2020, tuổi Dậu gặp cục diện tương phá, hại Thái Tuế lơ lửng trên đầu. Vì thế, bản mệnh dễ chịu áp lực kinh tế khá lớn, chi tiêu không hợp lý dẫn đến hiểm họa về tài chính. Tình hình sức khỏe năm Canh Tý con giáp này cũng không mấy khả quan, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến hệ hô hấp cần lưu ý đề phòng. Bản mệnh thường hay cảm thấy mệt mỏi, trạng thái tinh thần không tốt, thậm chí là có nhiều khi suy nghĩ bi quan, thiếu chủ động nên khi vướng phải rắc rối, thường không sẵn sàng khắc phục, dễ dẫn đến kết quả phá tài hại thân. Mệnh chủ cần luôn mang theo bên người một kim bài Thái Tuế có tác dụng hóa giải các xung sát do Thái Tuế ảnh hưởng tới mình. Ngoài ra, xét về vận trình tình duyên, vì có sao Thiên Hỷ xuất hiện nên bản mệnh trở nên khá đào hoa, có thể gặp được những đối tượng hợp ý với mình. Chuyện tình cảm của con giáp này có thể phát triển nhanh chóng, nhưng cần phải biết giữ mình không nên vướng vào những chuyện thị phi, tình cảm phức tạp, kéo theo chính mình vào rắc rối. Tử vi của 12 con giáp cho thấy bản mệnh dễ gặp rắc rối nếu liên quan đến các vấn đề tử sắc thị phi. Nếu không biết kiềm chế, những ham muốn không chính đáng thì dễ vướng phải vào tai vạ, tự tay phá vỡ hạnh phúc của mình đang có. Tuổi Dậu đối mặt với cục diện tí Dậu tương phá, tí thủy làm giảm nguồn sức mạnh của kim Dậu, mà địa chi và thiên can cũng tạo thành tổ hợp kiếp tài sinh thực thần. Nên bản mệnh không được thuận lợi trong công việc, dễ phải chịu sự cạnh tranh gay gắt của đối thủ, khiến mọi chuyện không yên ổn. Bản tính bốc đồng lơ là, bản mệnh sẽ phải tốn rất nhiều công sức mới có thể khắc phục được những vấn đề xảy ra xung quanh mình. Ngoài ra, cục diện tương phá còn cảnh báo những chú gà có thể làm hỏng chuyện nếu dành quá nhiều thời gian cho những thú vui bên ngoài. Hết sức tránh những việc tham gia các hoạt động tụ họp không cần thiết. Trong năm 2020, tuổi Dậu trong năm 2020 cũng cần tránh đi đến những nơi, khu vực âm u ẩm ướt, không nên tới những khu vực ven sông, những nơi nhiều người hỗn tạp, để tránh những chuyện rắc rối không cần thiết, để bổ trợ cho thân mệnh, giúp kích tài, nạp phúc, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức cho mệnh chủ, giúp công việc làm ăn của gia chủ được hanh thông thuận lợi, thành công trong sự nghiệp. Mệnh chủ cần mang theo bên người một trang sức trợ mệnh, đó là bát bảo tâm kinh hoặc minh quang pháp bảo, tuổi Ngọ. Tử vi cho thấy tuổi Ngọ trong năm xung Thái Tuế, khi mà có những nốt ruồi tại những vị trí đại kỵ này thì sẽ dẫn tới hiểm họa trùng trùng, tí Ngọ tương xung lại thêm thất sát hung tinh khắc chế nên hung nhiều hơn cát. Sự nghiệp khó về như ý, dễ bị chèn ép bởi quyền lực, trở ngại quá lớn nên làm gì cũng vấp phải đá tảng, hết lần này tới lần khác không xong việc. Trong năm thì không nên để xảy ra xung đột với các cơ quan hành pháp, chấp pháp nếu không muốn tự rước họa vào thân. Có thể sẽ có phải sự chuyển dịch về chỗ ở hay là chỗ làm, cần phải chuẩn bị tinh thần để ứng phó với mọi chuyện xảy ra. Ngoài ra, hàng loạt hung tinh như tuế phá và tai sát còn đại diện cho những nguy hiểm có thể xảy ra với con giáp này. Thất sát thì tượng trưng cho sự tà ác, những tổn thương nặng hay là những sự công kích nghiêm trọng. Để mọi việc viên mãn, hóa giải các xung sát do Thái Tuế ảnh hưởng tới mình, mệnh chủ cần luôn mang theo bên người một kim bài Thái Tuế. Tuy Tuế can canh kim độ xuất chính tài, nhưng chính tài lại bị Thái Tuế thất sát kìm kẹp. Vì thế trong năm, bản mệnh không nên tham gia đầu tư mạo hiểm, đừng để lòng tham của mình đẩy chính bản thân vào hố sâu, dễ bị kẻ khác lừa gạt, mất tiền hao của. Tài vận của tuổi Ngọ vào năm 2020 không được vượng cho lắm, tiền bạc kiếm được đều phải tự làm lụng cực khổ.
không có chuyện tài lộc từ thiên trời rơi xuống, nên tập trung vào công việc, không nên tìm cách kiếm tiền bằng nghề tay trái hay là chơi cờ bạc đỏ đen. Dễ vướng vào vòng lao lý, càng tránh xa những việc bất hợp pháp bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu. Đừng tùy tiện làm những việc trái với quy định, trái với pháp luật vì hám lợi nhất thời. Chẳng những thao túng tiền của mà còn có thể vướng vào vòng lao lý. Về sức khỏe thì con giáp này cần đề phòng bệnh tình biến chứng theo chiều hướng xấu, có thể xuất hiện u nhọt, không nên uống nhiều rượu bia, dùng các chất kích thích. Nếu không, sẽ tự khiến cho bản thân buồn bực, khó chịu, dần dà sẽ để lại bệnh tật trong người. Ngoài ra, thái tuế Tý Thủy là âm thủy, vì thế trong năm thủy hỏa xung khắc, mệnh chủ nên lưu ý không nên đến những nơi có nhiều nước như ao hồ, sông suối, biển cả, cẩn thận kẻo gặp hạn nước. Nếu có thể thì đừng tới những nơi âm u ẩm ướt, có nhiều tà khí, nếu không sẽ dẫn tới bệnh tật trở nặng. Để bổ trợ thân mệnh cho gia chủ kích tài nạp phúc, tình hóa nghiệp lực, gia trì công đức, giúp cho công việc làm ăn của gia chủ được hanh thông thuận lợi, thành công trong sự nghiệp, mệnh chủ cần mang theo bên người một trang sức trợ mệnh là bát bảo tâm kinh hoặc minh quang pháp bảo. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Để được hỗ trợ chi tiết hơn về vấn đề tránh cát sử dụng phù hợp cho từng tuổi và những dự định công việc của quý anh chị thực hiện trong tháng hoặc tử vi chi tiết của tuổi quý anh chị, hãy liên hệ ngay đến số hotline của chúng tôi hoặc để lại thông tin mong muốn của mình phía dưới ô bình luận. Thầy Gia Cát cùng đội ngũ trợ lý của thầy sẽ hỗ trợ tư vấn cho quý anh chị nhiều nhất. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.